gì vậy hả? Mày còn hỏi tao là ai à? Thì ra xóa cái lớp son phấn đi, gương mặt mày á cũng quá bình thường, không có chim sa cá lặn gì đâu. Nhưng mà thủ đoạn thì quá cao siêu, khiến con trai tao ấy nó cãi lại lời mẹ nó đấy. Bác nói năng kiểu gì vậy hả? Giữa tôi và bác không hề quen biết nhau, tại sao bác phải làm như vậy? Xem ra cái mối quan hệ này cũng quá loạn rồi, nên đến bây giờ ấy mày cũng vẫn không đoán được thân phận của tao là ai. Tao là mẹ của thằng Cao. Cái gì? Bác là mẹ của anh Cao? Phải, tao là mẹ của thằng Cao. Tao nói cho mày biết, khi tao còn sống ở trên cái cuộc đời này một ngày nào ấy, không bao giờ tao chấp nhận cho mày là con dâu của tao đâu. Tao đã tìm được bạn gái cho con trai tao rồi, chỉ có con bé Linh này nó mới xứng đáng với con trai tao thôi. À, tao biết rồi. Nghe nói á, gia đình mày ở quê còn cày ruộng bằng trâu, nhà thì ở vách đất. Cái loại con gái nghèo hèn như mày ấy không đủ tư cách để đi với con trai tao. Đừng có ảo tưởng. Đi, chúng ta đi. Cái loại con gái làm tiền này á chỉ làm mất thời gian của chúng ta thôi. Bây giờ á, bác dẫn con đi trung tâm thương mại để mua sắm nhá. Dạ vâng ạ. Khoan đi đã. Không cần phải xin lỗi đâu. Dù cô có quỳ xuống đây á để van xin tôi thì cũng không bao giờ tôi chấp nhận một đứa nhà quê nghèo hèn như cô. Mày, tôi trả lại cho bà đấy. Bây giờ chúng ta hòa với nhau rồi, chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau được rồi. Mày đúng là cái loại vô giáo dục, mất dạy. Mày dám cư xử với người đáng tuổi mẹ mày như thế à? Dĩ nhiên là tôi sẽ cư xử lịch sự với những người đáng được tôn trọng, đáng tuổi mẹ của tôi. Nhưng mà bác ấy, bác nhìn lại bác đi, bác có tôn trọng tôi không? Khi mà lần đầu tiên gặp mặt, tôi và bác chưa hề quen biết nhau, bác đã mắng chửi tôi, tạt nước vào mặt tôi như vậy rồi, thì bác lấy tư cách gì mà bảo tôi tôn trọng bác? Mày! Bác Hà phải không ạ? À? Bác Hà nói rất đúng. Tôi xuất thân quê mùa, cho nên cách cư xử của tôi rất thẳng thắn. Ai đối xử với tôi thế nào, tôi đối xử lại như vậy. Bác tôn trọng tôi 1, thì tôi tôn trọng bác 10. Nhưng mà đằng này, bác đối xử với tôi như vậy, thì chắc chắn tôi phải đáp trả lại bác như thế rồi. Cô bị điên à? Đây là mẹ của anh Cao đấy nhá. Nếu như mà anh ấy biết cô đối xử với cả mẹ anh ấy như thế này thì... Thì làm sao? Tôi nói cho hai người biết nhá. Tôi và anh Cao là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Hai người cùng đến với nhau, hẹn hò với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu như mà bác không muốn mối quan hệ này thì bác có thể đến nói thẳng với con trai của bác, không tiếp cận với tôi nữa. Còn lắm mà đến nói thẳng với tôi này, lịch sự đàng hoàng, thì tôi biết đường khó mà lui chứ. Biết khó mà lui à? Cô định lừa ai đấy? Cái loại nhà quê nghèo hèn như cô ấy, thấy con tôi là trai thành phố, cô còn mừng không hết. Đợi đấy mà cô đồng ý chấp nhận tự nguyện để chia tay nó. Cái loại vô giáo dục như cô ấy, cãi lại người lớn xem chèm ra ấy, thì ai mà lấy được cô ấy, cũng là cái loại vô phúc thôi. Bố mẹ tôi sinh tôi ra không phải để cho bác kinh tường chửi mắng như vậy. Là con nhà bác ấy cố tình theo đuổi tôi trước. Nếu như ngay từ ban đầu tôi biết anh ta có một người mẹ vô lý như bác thì còn lâu tôi mới đồng ý. Mày nói dối. Rõ ràng ấy là mày mồi chạy con trai tao trước mà. Tôi nói như vậy rồi mà bác không hiểu nhở? Đã thế, từ ngày hôm nay tôi và anh ta chính thức chia tay nhau. Là tôi đá anh ta, bởi vì tôi không thể nào chấp nhận một người mẹ chồng cực phẩm như bác được. Bác về mà dạy bảo và quản con trai của bác cho thật chặt vào, đừng để anh ta đến tìm tôi nữa. Chào bác. Xong lại có cái loại con gái vô học, mất dạy, cãi người lớn cứ chèm chèm như thế chứ. Rồi. Thôi, bác bình tĩnh đi ạ. Không việc gì phải bực mình hết, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Bọn nó muốn chọc bác tức mà chết đi mà. Mẹ, con... Sao mày lại đánh con hả? Mày còn hỏi tao tại sao đánh mày à? Cái con Lan Anh bạn gái của mày ấy, nó vừa mới hất nước vào mặt tao, nó còn chửi tao nữa đây. Mày không đến mà xem. Mẹ nói gì con không hiểu ạ. Mày còn không hiểu à? Cái con Lan Anh bạn gái của mày ấy, nó vừa hất nước vào mặt tao, rồi nó lại chửi tao nữa. Mày không đến mà xem. Không đúng. Làm sao mà có chuyện đấy xảy ra được hả? Lan Anh không phải người như thế. Anh Cao, chả nhẽ đến lời của bác mà anh cũng không tin à? Tôi này, tôi đứng đây tôi chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bác gái nói đúng lắm. Bạn gái của anh thực sự là rất quá đáng đấy. Không được. Con phải đi tìm cô ấy để hỏi cho rõ. Ôi, sao tôi lại khổ thân thế này? Tôi để nó ra nuôi nấng nó khôn lớn như thế này mà nó không nghe lời tôi, nó lại đi nghe lời con nhỏ ấy. Mẹ, tao nói cho mày biết nhá, nếu như mày không nghe lời tao mà mày còn cố tình đi tìm con nhỏ đó thì coi như là tao không có thằng con trai như mày. Mày tự suy nghĩ đi.
uống nước đi cho hạ hỏa. Không việc gì phải bực mình cho nó hại sức khỏe ra. Bác không thể tin được. Thằng Cao từ bé đến giờ ấy, là đứa ngoan ngoãn, nghe lời. Thế mà lần này không hiểu làm sao đi quen con nhỏ ấy. Bác nghe thấy ấy, mà nó muốn tức cái lồng ngực vỡ tung ra đi này. Thôi bác ạ, tại vì con bé đó là phục vụ ở quán cà phê, thế nên là mới quen được anh Cao. Mà tính anh Cao nhà mình thì lương thiện, bây giờ đến quán cà phê gặp nó kể khổ kể nghèo, anh Cao giúp đỡ, thế nên là mới nảy sinh tình cảm, rồi anh Cao mới thích nó thôi ạ. Vừa nhìn cái là đã biết cái loại con gái vô giáo dục rồi. Lần này ấy mà thằng Cao nó không nghe lời, nó cố tình đi theo con nhỏ ấy, bác sẽ từ mặt nó luôn, để xem nó có còn ngỗ ngược với bác được nữa không. Bác cứ yên tâm, anh Cao nhà mình là người có giáo dục, với lại bác nói làm sao mà anh ấy cãi được. Đấy, cháu thử xem. Cái thằng không hiểu nó nghe ai mà nó lại ngờ nghệch như thế chứ lại. Một đứa con gái tốt như cháu ở bên cạnh như thế này thì nó không nghe, lại đi quen với loại con gái không ra cái gì cả. Nhưng mà cháu cứ yên tâm, lần này nó về bác sẽ dạy dỗ lại nó, bác sẽ không để cho cháu chịu thiệt thòi oan uổng đâu. Cháu cảm ơn bác ạ. Tán Anh này, lần đầu tiên về ra mắt mẹ anh, em có hồi hộp không? Nếu mà em hồi hộp, em phải ra hiệu cho anh ngay, anh sẽ đánh lạc hướng mẹ giúp em. Anh không cần phải lo, em biết cách nói chuyện với người lớn tuổi mà. Thể nào lát nữa mẹ anh cũng thích em cho mà xem. Người yêu của anh hôm nay tự tin thế. Dĩ nhiên em phải tự tin rồi. À mà này, anh đưa ảnh của em cho mẹ anh xem chưa? Chưa, mẹ cứ đòi xem nhưng mà anh không cho. Người yêu của anh ở bên ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều. Lát nữa mẹ gặp em ấy, chắc chắn mẹ sẽ bất ngờ cho mà xem. Chỉ giỡn định bợ thôi. Anh nói thật mà. Lúc nãy anh còn thấy người yêu của anh tự tin lắm cơ mà. Sao bây giờ lại không tự tin nữa vậy? Anh chọc em à? Anh mà chọc nữa, em giận đấy nhá. Mẹ ơi, con chỉnh xong mấy trong cái cảnh rồi mẹ ạ. Mà sao giờ này vẫn chưa thấy anh Nam về nhở? Con thấy anh ấy bảo là dẫn bạn gái về hay sao mà. Ừ nhở, sao giờ này vẫn chưa thấy nó về? Cao, con ra ngoài cổng con xem anh có con về chưa? Vâng ạ. Đấy, con về rồi đây mẹ ơi. Anh về rồi ạ? Nam, mẹ. Dạ. Con về rồi à? Vâng, con về rồi ạ. Thế sao bảo dẫn bạn gái về, sao không đi cùng với con? Đây, bạn gái con đây ạ. Ra đây, em vào đây. Em sao thế? Chào mọi người đấy chứ, đều là người nhà cả mà. Con giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con đấy. Đấy, chắc mẹ lại nấu nướng cái gì quên tắt bếp em ạ. Này, đấy, quà của chú đấy, nhá. Ui! Mày làm cái gì vậy ạ? Cút! Cút ra khỏi nhà tao ngay! Lan Anh! Được lại! Mày không được đi đâu hết! Lan Anh là bạn gái của con, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như thế? Bạn gái của con à? Nó chính là bạn gái cũ của thằng Cao, em trai con đấy! Nhưng mà dù cô ấy có là bạn gái cũ của thằng Cao thì mẹ cũng không có lý do gì mà đối xử với cô ấy như thế được. Không có lý do à? Mấy năm trước mẹ gặp nó rồi, nó còn dám lấy nước, nó hất vào người mẹ. Hôm nay á, mẹ lấy nước rửa bát mẹ hất vào nó, coi như trả lại mối thù xưa. Mẹ ơi, làm sao lại có chuyện như thế được ạ? Chuyện này là sự thật đấy anh. Lần trước chính em là người đã chứng kiến cái cảnh đấy. Cô ta cực kỳ là hung hãn láo xược với cả mẹ. Chính vì thế mà mẹ còn đổ bệnh đấy ạ. Mẹ nói cho con biết đây, ngày nào mà mẹ còn sống ấy, mẹ không bao giờ chấp nhận con nhỏ đó. Nếu con cố tình theo nó, đừng bao giờ nhìn mặt người mẹ này nữa. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy đấy ạ. Lúc đó tính tình của em vẫn còn nóng nảy, cho nên có cư xử không đúng với mẹ của anh. Thật sự em là người có lỗi trong chuyện này. Hôm nào đó em sẽ qua nhà của anh và xin lỗi bác. Chuyện này là do mẹ anh sai trước, em không cần phải xin lỗi đâu. Còn chuyện của em và Cao thì... Em và Cao cũng chỉ mới biết nhau được một khoảng thời gian thôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao mẹ của anh lại đến mắng chửi. Và lúc đó em đã đồng ý chia tay Cao ngay. Cũng đã được một thời gian rồi, không ngờ ngày hôm nay lại gặp Cao ở trong nhà của anh. Em không ngờ anh và Cao lại là anh em ruột đấy. Chuyện hôm trước, anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Tính tình của mẹ anh từ trước đến giờ hơi cực đoan. Cái gì mà bà cho là đúng thì bà sẽ làm đến cùng, em yên tâm. Anh sẽ tìm cách khuyên nhủ mẹ. Anh Nam, sau việc này anh có nghĩ đến chuyện chia tay em không? Thật tình mà nói thì anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ chia tay em. Và anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tuy hiện tại chuyện của chúng ta đang gặp khó khăn, nhưng nếu tin tưởng nhau thì anh nghĩ rằng sẽ vượt qua thôi.
trong tình yêu ấy, quan trọng là phải tin tưởng nhau. Nếu mới chỉ gặp một chút khó khăn mà đã buông tay nhau rồi thì sau này có khi hối hận cũng không kịp đâu. Em sẽ không buông tay của anh đâu. Xem ra thằng Nam nó vẫn coi lời nói của mẹ nó như gió thoảng qua tai, vẫn không có ý định chia tay với cô nhỉ? Bác Hà, tôi đã nói rõ với cô 2 lần rồi là không bao giờ tôi chấp nhận cô làm con dâu ở nhà tôi cả. Vậy mà cô vẫn kiên quyết theo bám con trai tôi. Cô làm vậy là có ý đồ gì? Bác Hà, cháu biết lần trước cháu cư xử như vậy là không đúng với bác. Nhưng mà cháu và anh Nam thật lòng yêu nhau. Cháu xin bác hãy suy xét kỹ lại. Sao lần này cô ăn nói nhẹ nhàng thế? Không giống như lần trước, lớn tiếng để cãi lại mẹ chồng tôi cơ mà. Sao bây giờ lại nhỏ nhẹ thế? Có phải thằng Nam nó hứa là nó sẽ cưới cô không? Nhìn bộ dạng của cô là tôi biết mà. Vì nó hứa cưới cô nên cô mới giả vờ khép nép để cho tôi đồng ý, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ. Nếu thằng Nam ấy mà nó chọn cô ấy thì đừng hòng nhìn mặt người mẹ này nữa. Bác, cháu và anh Nam là thật lòng đến với nhau, không hề có một chút vụ lợi nào. Cháu xin bác hãy bình tĩnh suy xét ạ. Bình tĩnh suy xét á? Việc gì phải bình tĩnh suy xét hả? Ngày trước ấy, cô là người yêu của anh Cao, bây giờ lại đòi lấy anh Nam. Thế bây giờ họ về nhà họ phải nhìn mặt nhau như thế nào đây hả? Cô đúng là cái loại con gái không ra gì cả. Chuyện ghê tởm như thế mà cô cũng làm ra được. Cô bỏ ngay cái ý định kết hôn với thằng Nam đi. Tôi không bao giờ đồng ý đâu. Bác, cháu đã nói hết tất cả với bác rồi nhưng mà bác vẫn không chịu hiểu. Thì thật sự là cháu không còn lời gì để nói với bác nữa. Cháu xin phép bác, bây giờ cháu còn phải đi làm ạ. Cháu chào bác. Cô đứng lại đã. Cô phải thề là cô chia tay với nó, tôi mới buông tay cô ra. Bác buông tay cháu ra, cháu đã hứa với anh Nam rồi. Cháu tuyệt đối không chia tay với anh Nam đâu. Cô đúng là cái loại mặt dày mà. Tôi nói như thế mà cô không biết liêm sỉ là gì à? Bác buông tay cháu ra đi, cháu không chia tay với anh Nam đâu. Tôi không buông đấy. Cô mà không hứa chia tay với thằng Nam á, tôi sẽ không để cô yên đâu. Chết tôi rồi. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Ôi Nam ơi, mẹ đau quá con ơi. Mẹ ơi, để con đưa mẹ đến bệnh viện ạ. Đau quá. Chính cô ta đẩy mẹ, mẹ sẽ kiện cô ta. Mẹ, ở chỗ đó có camera đấy, con đã nhìn thấy hết rồi. Là do hai người giằng co với nhau rồi mẹ tự ngã, chứ không phải Lan Anh đẩy mẹ. Biết ngay là thế nào con bên cô ta mà. Cô ta tẩy não con rồi à? Mẹ nói có lý lẽ một chút được không ạ? Con lại bênh vực nó nữa à? Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà sao con cứ nghe lời nó răm rắp thế nhở? Bác Hà, dù sao trong chuyện này một phần lỗi cũng là của cháu. Nếu như bây giờ bác muốn kiện thì bác cứ kiện đi ạ. Mày đang thách tao đó à? Mẹ cứ bình tĩnh, đừng để mắc bẫy cô ta. Được, nể mặt thằng Nam, tôi không kiện cô nữa đấy. Mẹ quyết định như vậy sao ạ? Vậy thì tốt quá. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Tôi muốn cô ở đây chăm sóc tôi cho đến khi chân tôi bình phục. Cô có làm được không? Sao ạ? Bác bảo cháu ở lại chăm sóc cho bác á? Đúng, chính là cô. Tôi đói rồi, nấu cơm đi. Dạ vâng ạ. Cô nấu ăn cái kiểu gì hả? Rau thì già, cá thì tanh ngòm lên, còn thịt này cháy đen cháy đỏ ra này, ăn cái gì? Cháu xin lỗi bác, lần sau cháu sẽ nấu ngon hơn. Không có lần sau đâu. Dù cô có nấu ngon như là đầu bếp đi chăng nữa thì tôi không bao giờ đồng ý cho thằng Nam nó lấy cô đâu. Ơ, mẹ, mẹ ăn cơm rồi à? Con mang canh bổ thân cho mẹ đây này. Canh này là canh xương, khi mà bị xương khớp ý, ăn cái canh này rất là bổ đấy ạ. Để con bỏ ra nhé. Còn đứng đấy làm gì nữa? Đi vào dọn dẹp đi. Hay là đợi tôi mời cô ăn cơm nữa. Mẹ, tình hình thế nào rồi? Cô ta có trụ nổi nữa không? Mẹ còn muốn cho nó trụ lâu lâu một chút để mẹ hành cho nó sướng. Tưởng làm dâu nhà này mà đơn giản à? Mẹ phải cho nó biết tay. Sao lọ thuốc này lại nằm ở đây nhỉ? Mình nhớ khi nãy khi mà mình dọn dẹp, mình để trên cao rồi cơ mà. Là ai mang nó xuống?
Ơ, anh Nam. Cao đây à? Anh hôm nay cũng về thăm mẹ à? Ừ, anh về xem nhà cửa thế nào. Mẹ kiểu gì cũng nghĩ ra cách hành hạ Lan Anh. Có anh ở nhà cũng đỡ hơn. Anh nói đúng rồi đấy. Cả hai anh em mình còn lạ gì tính của mẹ nữa. Ừ. Mà em nghĩ thế nào? Sắp tới ấy, em vẫn định cưới cô Linh đấy à? Em có thực sự thích cô ta không? Người mà em thích ấy thì mẹ cũng đâu có thích đâu anh. Với cả bây giờ em cứ nghe lời của mẹ cho nó yên cửa yên nhà. Em thì thế nào cũng được, đâu quan trọng đâu. Với cả anh Nam này, thực ra giữa em cả Lan Anh ấy không có vấn đề gì đâu anh ạ. Nhưng mà bọn em mới quen nhau mới chỉ được vài ngày thôi thì mẹ đã biết tin tức đến làm loạn hết cả rồi. Cho nên giữa em cả Lan Anh không có gì cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhá. Được rồi, anh hiểu mà. Lan Anh cũng đã nói hết với anh rồi. Em thật sự mong anh với cả Lan Anh đến được với nhau. Anh là người có chủ kiến, không giống như em. Từ bé em đã luôn để mẹ quyết định thay cuộc sống của em rồi. Bây giờ em đã trưởng thành rồi. Có những chuyện quan trọng em phải tự mình quyết định đi. Em đừng để mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình. Chúng ta đều biết tính cách của mẹ mà. Bây giờ mà em tự quyết định cuộc sống của em, em nghĩ mẹ sẽ sốc lắm anh ạ. Thà bây giờ em cứ nghe lời của mẹ cho nó yên nhà yên cửa cũng được. Cô vào gọt cho tôi một đĩa hoa quả ra đây, với cả pha một bình nước cam nữa. Nhanh lên. Có nghe thấy gì không nhỉ? Cô điếc à? Hay là cô ta không chịu đựng được nữa, thế nên là đang định phản kháng? Muốn lấy con trai tôi mà mới có như thế đã bỏ cuộc hay sao? Mà tôi còn lạ gì nữa, cô cũng chẳng yêu thương gì con trai tôi đâu. Bà Hà, có phải là bác không bị đau chân có phải không ạ? Cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Cái lọ thuốc này khi mà cháu dọn dẹp ở trên phòng, cháu có để ở trên cao rồi. Nhưng mà một lúc sau cháu quay lại thì cháu thấy lọ thuốc này ở trên bàn trang điểm. Có phải là bác mang nó xuống phải không? Tôi lấy thì sao? Đồ của tôi lấy, tôi phải hỏi ý kiến cô à? Dĩ nhiên là bác không cần phải hỏi ý kiến của cháu. Nhưng mà một người đau chân thì không thể nào mà mang lọ thuốc từ trên cao xuống dưới được. Có phải là bác mang xuống và bác không hề bị đau chân, bác chỉ giả vờ thôi phải không ạ? Ừ, thì tôi giả vờ đấy, sao nào? Tại sao bác phải làm như vậy ạ? Bác có biết là anh Nam lo lắng cho bác thế nào không? Nó lo lắng cho tôi hay là lo lắng cho cô? Tôi biết hết cả đấy. Cô đừng có ở đây mà giả vờ làm người tốt. Bác Hà, cháu không hiểu là tại sao từ trước đến giờ bác luôn có suy nghĩ ghét bỏ cháu như vậy. Không phải là mấy lần gần đây, mà ngay từ lần đầu tiên cháu và bác gặp nhau thì bác đã có thái độ ghét cháu rồi. Bác có thể cho cháu biết lý do tại sao không ạ? Cô muốn biết lý do à? Thế thì để tôi nói cho cô biết. Tôi là chúa ghét cái loại nhà quê như cô đấy. Ra đây á, mồi chài các trai cái thành phố để lấy cái hộ khẩu ở đây. Chứ tôi còn lạ gì cô nữa, chứ yêu đương cái gì các cô. Bác, chẳng qua các cô không muốn về quê để đối mặt với gà vịt ruộng vườn, nên muốn ở đây để tìm cái phao cứu sinh. Tôi còn lạ gì nhá, tôi ghét nhất là cái loại con gái như cô đấy. Bác Hà, cháu không ngờ là bác lại có suy nghĩ thiển cận như vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi mà bác vẫn còn có suy nghĩ khinh thường người nhà quê lên thành phố lập nghiệp à? Những người lịch sự, người ta không cư xử như bác đâu ạ. Cháu thì đang thấy bác chỉ đang học đòi là người thành phố thôi. Mày dám ăn nói như thế à? Mày bảo ai học đòi? Thế cháu hỏi bác, ngoài hộ khẩu thành phố ra thì bác có cái gì hơn để tự hào với bọn cháu à? Bác chẳng có cái gì cả, cho nên bác đừng tự cho mình cái quyền khinh thường người nhà quê như bọn cháu ạ. Mày câm mồm lại cho tao. Kìa mẹ. Nam, con về đúng lúc lắm. Con thử xem đi, con nhỏ này nó vừa cãi láo với mẹ đấy. Con đuổi nó ra khỏi nhà cho mẹ. Cháu chẳng nói gì sai cả. Mày. Thôi, em không cần phải nói nữa. Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Nam. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Ngay từ đầu con đã quyết định sai lầm rồi. Con không nên bắt mẹ phải chấp nhận Lan Anh. Vậy là cuối cùng con cũng đã hiểu ra. Tốt lắm. Con cứ bỏ cái con bé nhà quê này đi, mẹ sẽ tìm cho con ấy một cô gái khác môn đăng hộ đối với nhà mình. Con cứ nghe mẹ đi, không sai đâu. Ý con không phải như vậy. Hả? Đây là người con gái mà con đã lựa chọn đi cùng con đến suốt cuộc đời này. Nếu như mẹ và cô ấy xung đột quan niệm sống với nhau thì con cũng không nên bắt hai người phải hòa hợp. Con nói cái gì? Vậy là con vẫn quyết định không bỏ con nhỏ này à? Mẹ, thực sự thì con không đồng tình với quan niệm khinh thường người nhà quê của mẹ.
Nhưng mẹ là mẹ của con, con phải chấp nhận. Còn Lan Anh, cô ấy là vợ con không thể nào bắt cô ấy chấp nhận theo con được. Chúng con đã quyết định rồi, chúng con sẽ tổ chức đám cưới với nhau. Ngày hôm đó nếu như mẹ không đến, con cũng không trách mẹ. Cái gì? Con và thằng Cao đã lớn rồi, chúng con tự quyết định cuộc sống của mình được. Mẹ đừng bắt ép bọn con như thế. Chúng ta đi thôi. Nam! Nam! Đứng lại! Đứng lại cho mẹ! Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Phản! Đúng là phản thật rồi! Tại sao nó lại đối xử với tôi như thế chứ? Anh Nam nói đúng ạ. Anh nói cái gì đấy hả anh Cao? Anh Nam nói rất đúng. Anh cả anh Nam đều là người trưởng thành rồi. Chúng anh cần phải có trách nhiệm cuộc sống của mình. Anh không thể để mẹ cứ tự quyết định cuộc sống của anh mãi như thế được. Cao, con muốn nói gì? Mẹ, ý con muốn nói là con không thể lấy Linh được mẹ ạ. Con không thể lấy một người mà con không yêu được. Cao. Mẹ, con xin lỗi mẹ ạ. Cao, đứng lại. Trời ơi, con nó bỏ hết cả đi như này, đứa nào nó cũng cả